Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Attra. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 phiên bản 1.2 CVT, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam bạn nhá, và đăng ký tháng 12 năm 2022, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này thì siêu lướt luôn quý vị bạn nhé, vì mới lăn bánh đúng 10.000 km thôi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, mới thay dầu trong hãng có lần thứ hai thôi. Và chiếc xe này còn bảo hành dài tại hãng luôn quý vị bạn nhé. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều này, dàn lốp theo xe còn rất là mới, rất là dày luôn nhá. Dàn lốp theo xe này, lốp sơ cua mới tinh chưa hạ quý bạn ạ. Một chiếc xe có thể nói là đẹp hiếm có trên thị trường các bạn nhé, vì chiếc xe này mới lăn bánh đúng 10.000 km thôi. Cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn không tua bạn nhé, vì chiếc xe còn bảo hành. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Attra 2022 siêu lướt này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Attra 1.2 CVT 2022 siêu lướt này quý vị các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Astra sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đăng ký tháng 12 năm 2022 và lăn bánh đúng 10.000 km, siêu lướt luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả nguyên bản hết luôn, nguyên bản cả xe, nguyên zin cả xe. Và không những chúng tôi cam kết mà chiếc xe này là còn bảo hành tại hãng luôn các bạn nhé. Cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Astra 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.